Chúng mình sẽ cùng xem thông điệp tình yêu sắp tới dành cho bạn là gì ha. Kết nối năng lượng của các bạn và duyên với trạng bài này. Đầu tiên các bạn có separation, có vẻ như các bạn đã và đang có một mối quan hệ nào đó rồi, và mối quan hệ này nó đang ở trong cái giai đoạn là ngắt kết nối. Ok, this safe for you to love. Và thông qua cái mối quan hệ này các bạn trở nên bị mất niềm tin hơn với tình yêu, và với một số bạn ở đây là yêu xa ha, và các bạn cảm thấy rằng là tình yêu này nó không an toàn. Thì có một thông điệp dành cho bạn ở đây, đó là it is safe for you to love, tình yêu này nó an toàn với các bạn, nên các bạn đừng lo lắng quá nhiều, bởi vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các bạn sẽ cần phải tập trung hơn vào cuộc sống của mình, bởi vì bản thân cái cảm xúc của bạn ấy, đôi khi nó cũng khá là dao động đấy. Rất nhiều bạn ở đây là đang ở trong một cái mối quan hệ yêu xa, và hai bạn có những cái sự khác nhau về cả mặt tôn giáo, về cả mặt lối sống ứng xử vân vân. Thành ra là chính cái điều này đôi lúc là cái sức hút khiến cho hai bạn có một cái gì đó các bạn rất là tò mò về nhau. Nhưng khi mà chia sẻ những cái gì đó về cuộc sống này, về những cái ý kiến cá nhân thì vô tình là các bạn sẽ có những cái gì đó mà nó rất là khác biệt, và các bạn cảm thấy rằng là liệu mình và người này có thực sự hợp nhau hay không nhé. Codependency, và cái vấn đề mà bạn cần phải giải quyết ở đây đó chính là cái sự phụ thuộc trong cái chuyện tình cảm này. Nhiều bạn là khi mà đối phương của các bạn không quan tâm đủ các bạn, không nhắn tin cho các bạn đúng thời điểm, đúng giờ, đúng lúc thì các bạn sẽ nhận xị lên, và toàn bộ cái tâm tư cảm xúc của bạn ấy là bị cuốn theo người kia hết. Thì cái khoảng thời điểm retreat, cái khoảng thời điểm mà hai người tách nhau ra như thế này ấy, là khoảng thời điểm mà các bạn cần phải lấy lại cái sự độc lập tự chủ cho bản thân mình rồi. Bởi vì nếu như mà các bạn không làm cái điều này thì những cái về sau của bạn, cái khoảng thời gian về sau của bạn, dù là có với cái người này không hay là với những cái mối quan hệ khác, thì các bạn rất là dễ đánh mất bản thân mình. Nên thành ra là thông điệp mà vũ trụ muốn nhắn gửi cho bạn ở đây đó là hãy lấy lại cái sự độc lập tự chủ tự cường, và làm chủ cái ý chí tinh thần cảm xúc của mình ha.